Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Top Trend TikTok. Chúng ta sẽ trở lại với cả Vithy và Winner. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh một clip em rất là thích và cũng nói chung là rất là dễ thương. Dễ thương không? Dễ thương. Dễ thương là biết là nhắc đến anh rồi, anh luôn luôn dễ thương. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như sáng trăng, người đã khiến tôi thần thờ. Chị nhá, chính xác. Anh dễ thương mà. Anh lại đây, lại đây. Thôi em đừng có làm trời gì. Thôi em đâu là nhà nó. Thôi. Trời ơi! Dễ thương đáng yêu. Ơi! Anh mà dễ thương đáng yêu thì ai mà dễ thương đáng yêu được trên thế giới này? Tất cả mọi người đều thấy anh dễ thương, chỉ có mình em mới không thấy. Em lại tiếp tục ra cái vẻ mặt đấy rồi. Đâu? Làm sao vậy? Làm anh sao? Dễ thương. All I do. Anh với lại cái anh đó giống cái dễ thương á. Anh có dễ thương đâu. Anh chỉ sexy thôi. I'm sexy and I know it. Ghê quá à. Hồi nãy anh vừa nói anh dễ thương xong. Anh nói thế bao giờ? Anh luôn luôn dễ thương. Anh sao vậy? Người ta gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau. Ngon cơ. Nè bây giờ em nghĩ là tại vì em thích cái clip, em rất là thích cái clip này cũng như là rất là thích cái trend này cho nên em nghĩ là trend này trend gì nè. Tại sao em lại phải nói? Ủa cái này đó chính là câu đố của chương trình đó anh. Clip này tên là gì và cũng không như bị là mắc lưới của dạ, anh đúng rồi. Rồi clip này tên là gì và cũng như là cái trend này tên là gì. Ba phần quà cho ba bạn comment đầu tiên cho việc thi biết trend này tên là gì và cũng như bài hát này tên là gì. Like, share và viết cái phần trả lời của mình vào các bạn share nha. Ok, em nghĩ là cái trend này rất là dễ thương cho nên em chỉ anh nha. Ok nè, 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, 2 cái. 4, ôi chưa, sai rồi. Có 1 cái. 1, 2, 3, 4. Xong rồi, 5. Rồi 6. Trời ơi, tôi vừa xem một lần mà tôi nhớ luôn kìa. Trời ơi. Cũng hay đó. Lại nha. 5, 6, 7. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. 5, 6, xong 7, 8. Đúng rồi, lại nha. 5, 6, 7. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thật ra nó là chấp lại xong rồi 8 xong rồi đưa ra. Thôi bây giờ em hát cho anh nhé. Em hát cho anh làm nhé. Là sao? Là có nghĩa là bài này không theo nhịp, nó chỉ theo nhạc. Dạ đúng rồi. Em phải nói rõ thế chứ. Ok, tính lại anh. 2, 3. Tăng, 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 tăng. Ok, rồi bây giờ mình vô nít lên nha. All I do, 我们要走到一起，虽然我多年之后还爱着你。đáng sợ làm sao vậy Việt Thi? Cái này nó nhanh lắm luôn á. Không, thật ra là em thích. Anh tưởng em nghiên cứu từ trước rồi sao bây giờ em vẫn còn thích. Thì em có nghiên cứu nhưng mà tại vì gặp anh đáng yêu quá cho nên em bị quên bài. Gặp anh đáng yêu quá. Cho nên em bị quên bài. Cho nên em bị quên bài. All I do, 我们要走到一起，虽然我多年之后还爱着你。Đó chưa? Wow, Việt Thi nhớ bài rồi. Mới tồi hơi nhanh nhá. Anh dễ thương quá, thôi đừng có khen nữa, em đừng có nói nữa. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Thấy cái này là dễ thương đấy. Nhưng mà anh thấy là nó không liên kết với nhau. Kiểu hai người phải collab với nhau. Chứ mình làm một mình nó kiểu cô đơn lắm. Kiểu em biết cái trend gì mà kiểu nó hai người nó kết hợp với nhau. Để em nhớ nha. Hình như em có một trend. Nhưng mà cái trend này nó hơi... Sao? Hơi người lớn một tí xíu. Nói chung là có nước mắt. Thôi,
anh không chơi người lớn. Ghê người lớn. Sao này? Nè bây giờ người ta bảo là tìm clip nhảy, tự nhiên tìm mấy cái clip bị bằng. Thì nó là clip nhảy mà. Bây giờ em cho anh xem xong rồi em với anh cũng là nhắc, nó cũng là connect với nhau. Trời ơi. Anh làm luôn phát này. Trời ơi, dễ quá à. Mọi người không biết chứ hồi xưa là Việt Thi làm kiện tướng dance sport nha. Đâu có. Anh ơi mới làm như em làm gì có là em. Thôi, nào biết nhảy. Đừng có giống nghề nữa. Em nào biết nhảy. Quê hương tôi đồ. Thôi làm luôn. Làm luôn nhá. Bây giờ em làm nam đi, anh làm nữ. Tại nam đứng bên này đúng không? Em làm nữ cho. Em làm nữ. Không, anh làm nữ cơ. Làm không? Làm nữ đi. Rồi ok, anh làm nữ là anh phải. Thôi anh làm nam cho. Ok vậy nha. Rồi chơi. Trời ơi, em đợi anh không lắc không được hả? Chơi sinh nhạc luôn nha. I hate you when I just realize I got a feeling but I don't. Trời ơi. Trời nè, cho mày khi nói cái nha. Đây nè, rất là điệu nghệ nha, tay mê múa đồ kinh hoàng lắm nha. Nè bây giờ mọi người thử tua lại coi đi, là hơi bị điệu nghệ đó. Trời ơi, cần gì tua em, mình mất thời gian đúng không? Bây giờ anh nhảy lại cho em xem là mọi yeah, người xem luôn. Yeah, ok, chính xin là nhảy luôn. Ôi, không thật sự ấy. Đây tuy là em đã xem anh nhảy nhiều rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy anh nhảy dance sport hay như vậy. Lần đầu tiên. Ừ. Chúng ta cũng phải có lần đầu tiên mà. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, muốn đi kiếm tìm nhau. Thấy là cái này nó rất là đơn giản luôn mọi người. Mọi người cứ nhìn và làm theo nhé. Rồi, vậy qua bên đây đi. Nào, đừng có đâu vào như thế. Bắt đầu vào nhau. Ngay ngùng. Nào, bây giờ đầu tiên là các bạn nữ bên phần người ta sẽ gọi là chân nữ. Thì các bạn nữ sẽ đưa cái hông, đưa cái trọng tâm xuống một chút. Và ngoáy cái hông, ngoáy cái hông sao bé vui không nào. Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo nào, lắc lư cái mình nào, lắc lư cái mình nào. Sau đó còn về phía chân nam thì chúng ta sẽ đứng một lúc. Sau đó là đến nhạc thì chúng ta sẽ đưa cái tay ra. Điệu như này nhá. Và em biết tại sao, đấy là lý do vì sao em lấy anh tay anh luôn lưu ý này. Quen ngày bé. Sau đó là chúng ta sẽ bước chân phải. Nữ thì sẽ bước chân phải, còn nam sẽ bước chân phải. Một nam bước chân trái, nam bước chân phải. Nam bước chân phải, nữ bước chân phải. Nếu mà anh bước chân trái, em bước chân trái đúng rồi thì em lại còn cãi anh. Đúng không? Người ta vừa bước cùng chân kìa. Ok, và chúng ta tiếp tục là đi vào thế xong. Nam sẽ đưa tay, nữ bỏ tay đừng có đưa. Đến lúc này thì cả nữ cả nam, nữ thì bước tới, nam thì bước lùi. Cả hai cùng dùng chân trái. Xuống. Bước chân trái. Bước chân trái là em phải bước trước này hả? Ừ đúng rồi. Ủa, lạ quá vậy? Mọi người ơi, Việt Thi bị mất phương hướng. À mình không nhận thức được cái chân trái hay chân phải mọi người. Ủa vậy hả? Là em phải bước trước này. Đúng rồi. Chính xác. À vậy đó hả? 3 2 1 vô. 1 2 3 4 5 6 7 đi lại. 3 2 3 4 5. Hết rồi. À ok. Hiểu không? Ok. 2 đi. 1 2 3 4 5 6 vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép nhạc nha. Wow,
rồi, anh nhảy đẹp thật ấy. Em hâm mộ anh về phần dance box rồi nha. Các bạn hãy cùng nhau like, share bài viết và hãy viết cái phần trả lời của mình vào bài share nha. Ba bạn comment đầu tiên, ba bạn share bài đầu tiên sẽ có 3 phần quà, đó chính là 3 chiếc áo của nhóm B336. Mọi người nhớ cùng nhau nhận thưởng nha. Và tới đây chương trình Top Trend TikTok đã hết. Winner và Việt Thi sẽ hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai hàng tuần vào khung giờ 19 giờ. Bye bye. Bye bye. Anh nhớ này. Anh nhớ này. Sao mà em? Anh nghĩ là em rất thích mà. Em rất ghiền mà.